kính chào quý vị khán giả của Điểm báo Online. Hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 8 năm 2017 có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng: cán bộ không chịu cải cách phải bị loại. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói như vậy khi làm việc với Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính và Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính vào chiều ngày 16 tháng 8. Thủ tướng nhận xét rằng, thời gian qua, những chuyển biến trong công tác cải cách thủ tục hành chính đã giúp người dân, doanh nghiệp bớt khổ. Tuy vậy, người dân và doanh nghiệp vẫn còn kêu ca về sự phiền hà, rắc rối, chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính ở khâu này. Tuổi Trẻ đưa tin. Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bị miễn nhiệm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Nhiệm vụ cụ thể tiếp theo của bà Thoa sẽ do Bộ trưởng Bộ Công Thương phân công. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Thoa đã vi phạm khuyết điểm trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 5 năm 2010, VN Express đưa tin. Xóa tư cách nguyên Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh của ông Võ Kim Cự. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xóa tư cách nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Võ Kim Cự và cảnh cáo ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, do có những vi phạm liên quan đến dự án Formosa. Cụ thể, tại quyết định 1199/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2011-2016. Tại quyết định 1201/QĐ-TTg và quyết định 1202/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011-2015 đối với ông Nguyễn Thái Lai và ông Bùi Cách Tuyến. Tại quyết định 1200/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2005-2010 và nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Võ Kim Cự. Thông tin được đăng tải trên Dân trí. Bộ Công Thương chưa thể kết luận thương lái nước ngoài thao túng thị trường hồ tiêu Việt Nam. Bộ Công Thương cho biết gần đây, một số cơ quan truyền thông trong nước đưa tin về hiện tượng thương nhân nước ngoài thao túng thị trường, giá cả hồ tiêu Việt Nam. Thế nhưng, báo cáo của Sở Công Thương các tỉnh trọng điểm trồng hồ tiêu trong nước chỉ ra, hiện chưa phát hiện tình trạng thương nhân nước ngoài đạo diễn, múa tay trong bị, thao túng giá hồ tiêu như thông tin phản ánh trên một số báo. Chi tiết được đăng trên vietnambit.vn. Chính thức không nhận chìm chất nạo vét nhiệt điện Vĩnh Tân. Nguồn tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Chính phủ đã thống nhất phương án sử dụng vật chất nạo vét của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân để san lấp mặt bằng theo quy hoạch của Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân, thay cho phương án nhấn chìm. Như vậy, khối lượng gần 1 triệu mét khối chất nạo vét của nhiệt điện Vĩnh Tân đã có phương án xử lý cuối cùng. Thông tin được đăng tải trên Tiền Phong. Sai phạm của Mường Thanh, Lê Trực, trách nhiệm do ai? Đây là câu hỏi được đại biểu đặt ra tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên chất vấn, nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi về tình trạng xây dựng sai phép, sai quy hoạch, trong đó có những sai phạm điển hình của tập đoàn Mường Thanh hay công trình 8B Lê Trực nằm ngay sát trung tâm chính trị Ba Đình, Hà Nội. Chi tiết được đăng tải trên Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng đang ở đâu? Khi học sinh thi mỗi môn 10 điểm không đỗ nổi vào ngành công an, nhưng 3 điểm lại có thể trở thành người đứng trên bục giảng. Đây là câu hỏi được đặt ra trên Việt Nam Mới và bài viết chi tiết được Việt Nam Mới đưa tin. Lộ bằng chứng tố Lý Phương Châu ngoại tình với bạn của Lâm Vinh Hải trước khi ly hôn. Câu chuyện tình cảm của Lâm Vinh Hải vẫn luôn là chủ đề nóng được người hâm mộ đặc biệt quan tâm trong những ngày qua. Mới đây, vụ lùm xùm này bất ngờ có thêm tình tiết mới khi vợ cũ của Lâm Vinh Hải bị tố ngoại tình trước khi ly hôn. Nguồn tin này khẳng định vợ cũ của chàng Vũ Công không hề tốt đẹp như mọi người vẫn nghĩ. Cụ thể, một người bạn trong giới dancer chơi thân với Lâm Vinh Hải bất ngờ lên trang cá nhân cho biết Lý Phương Châu đã hẹn hò cùng bạn của chồng trước khi nam Vũ Công bị tố phản bội vợ. Theo đuổi Linh Chi, đồng thời Lý Phương Châu bóc lột sức khỏe của Lâm Vinh Hải, nhận show diễn kín lịch, khiến anh bị thoát vị địa đệm để bây giờ không thể nhảy trên sân khấu. Tin tức.vn đưa tin. Australia công bố manh mối mới về vị trí máy bay MH370 mất tích. Ngày 16 tháng 8, Cục An toàn Giao thông Australia, cơ quan phụ trách giám sát chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, đã công bố báo cáo mới với hy vọng có thể xác định khu vực chiếc máy bay Boeing 777 này biến mất. Tin tức được đăng tải trên vtv.vn. Ông Trump khen nhà lãnh đạo Triều Tiên khôn ngoan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16 tháng 8 bất ngờ lên tiếng khen ngợi nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un vì đã hoãn kế hoạch tấn công lãnh thổ Guam của Mỹ. Ông Kim Jong-un của Triều Tiên đã có quyết định hết sức khôn ngoan và hợp lý. Một sự lựa chọn khác sẽ là thảm họa và không thể chấp nhận được, Tổng thống Mỹ viết trên Twitter, Thanh Niên đưa tin. Vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong phần điểm báo ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.